cách thành phố Cao Bằng 85 km, thác Bản Dốc nằm trên dòng chảy của sông Quê Sơn. Sông bắt nguồn từ Trung Quốc rồi chảy vào lãnh thổ Việt Nam tại Pò Pèo. Từ đây, sông chảy ngược đến Ngọc Côn, tiếp tục dòng nước ngoằn ngoèo giữa các thung lũng đá vôi và nhận thêm nước từ một phụ lưu ở Phong Nậm. Tất cả cùng hợp lưu tại Ngọc Khê, rồi sông tách hợp nhiều lần, khi thì chia nhỏ thành vô số nhánh như một dòng nước chảy tràn trên một bề mặt đá lòm chòm, khi thì gom lại thành một dòng chảy, lúc thẳng, lúc cong. Chiều dài của sông Quê Sơn từ Pò Pèo đến Đàm Thủy khoảng 30 km. Nơi đây thật ấn tượng với cảnh sắc đặc trưng của non nước Cao Bằng. Đó là sự hòa quyện của núi đá chập trùng, lúa vàng mênh mông, dòng sông rám bạc. Đến Bản Dốc, dòng chảy đột ngột rơi xuống hàng chục mét, tung nước trắng xóa qua nhiều bậc núi đá vôi tạo thành thác nước vùng vĩ. Giữa thác có một khối đá như một hòn non bộ khổng lồ xé đôi dòng sông, chia thành thác chính và thác phụ. Theo Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 1999, phần thác phụ hoàn toàn thuộc về lãnh thổ Việt Nam, phần thác chính được chia đôi giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cột mốc 836 đã cắm cả hai phía thác, bên phía Việt Nam là mốc 8362, bên đất Trung Quốc là mốc 8361. Đường biên giới đã phân định đi từ cột mốc 835 trên cồn Pò Thong, chạy xuống điểm giữa của mặt thác chính, rồi chạy dọc theo dòng chảy sâu nhất của sông Quê Sơn. Cả mặt sông phía chân thác thành khu vực khai thác du lịch chung, khách từ Việt Nam hay Trung Quốc đều có thể lên bè, lênh đênh trên dòng sông. Từ năm 1922, thác Bản Dốc đã được miêu tả trong tư liệu của Sở Địa chất Đông Dương như là một thắng cảnh bậc nhất. Đây là một vùng đẹp nhất của miền Bắc. Nếu không vì xa xôi và phương tiện lưu thông khó khăn, nó rất xứng đáng để du khách đến thăm viếng với những hang động, những cây cầu chữ Z bắc lên những tảng đá băng qua sông, và nhất là cái thác hùng vĩ, gọi là thác bậc thềm có tên Tụ Tổng, được người châu Âu biết đến nhiều qua tên thác Bản Dốc. Thác Bản Dốc gồm thác chính và thác phụ, tổng cộng khoảng 300 m. Thác chính gồm 3 tầng cao khoảng 35 m, rộng 50 m, nằm giữa biên giới Việt Trung. Thác phụ nằm trọn trong lãnh thổ Việt Nam, gồm 1 tầng cao 30 m, dài 150 m. Về mặt địa lý, tại đây một đứt gãy theo phương Đông Bắc Tây Nam cắt qua đá vôi phân lớp mỏng và đá phiến sét có tuổi cách nay khoảng 383 đến 388 triệu năm, khiến cánh Tây Bắc nâng lên và cánh Đông Nam hạ xuống thành thác. Phía trên thác là địa hình karst từ trưởng thành đến già, với địa hình dạng cụm đỉnh lũng kết hợp với địa hình thác độc lập trên bề mặt san bằng 400 đến 600 mét. Phía dưới thác là thung lũng đứt gãy sông Quê Sơn theo hướng Tây Bắc Đông Nam kéo dài hàng cây số với các vách đứt gãy và cánh đồng cát. Với những giá trị ngoại hạng của mình, tháng 4 năm 2018, Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng với diện tích 3.275 km² đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Thác Bản Dốc là một điểm nhấn nằm trong 130 điểm di sản địa chất độc đáo, với cảnh quan đá vôi hết sức phong phú đa dạng trong di sản này. Hãy cùng Exotic Việt Nam đến Cao Bằng và thăm tuyến 3 của công viên địa chất, trải nghiệm những truyền thống văn hóa ở xứ sở thần tiên với thác Bản Dốc và vô số những điểm đến thú vị khác. Đây là thác Bản Dốc, một trong những điểm dừng trong cái hành trình về xứ sở thần tiên, tức là cái tour của công viên địa chất toàn cầu Việt Nam. Thì đến thác Bản Dốc, chúng ta ngoài việc là
chiêm ngưỡng một trong những khác biệt của thế giới, thì nơi đây còn là một cái kỹ thức. Ở đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu biết được một cái khác được thành nhân đức tỷ các phương Tây Bắc và Đông Nam. Thì đá ở đây là đá vôi và phía dưới là một lớp sét sét. Và chính sự đức tỷ này nó làm cho cái cánh phía Đông Nam này bị sụt xuống và phía Tây Bắc được nhô lên. Độ sụt xuống và nâng lên đó là khoảng 30 mét. Và cảnh quan cách xơ đây là một cảnh quan cách xơ phát triển. Phát triển nổi là gì? Quá trình cách xơ đã hòa tan tất cả những cái lớp đá vôi ở trên bề mặt và chạm tới cái lớp đá phiến sét ở dưới, làm xuất hiện tội này. Nước có thể chảy ngay trên bề mặt cách xơ, dĩ nhiên là chảy trên bề mặt của lớp cách xơ.